Một buổi chiều tháng 8 năm 2021, tại sân Le Bourget, hàng nghìn người đứng chờ một nhân vật đặc biệt, không ai khác chính là Lionel Messi. Thậm chí, các kênh truyền thông của Pháp đã cập nhật từng phút về lộ trình của siêu sao người Argentina. Phải mất 10 giờ đồng hồ, đám đông mới được chứng kiến giây phút Messi đứng vẫy tay qua cửa sổ. Anpulga mặc chiếc áo có in chữ "Đây là Paris" như một màn chào hỏi không thể tuyệt vời hơn. Messi đến Paris như một vị vua. Tờ Le Figaro bình luận: Messi đến Paris kiểm tra y tế trên một chiếc xe vây quanh bởi vệ sĩ, cảnh sát giao thông, cảnh sát vũ trang. Chế độ bảo vệ cho Messi không khác gì nguyên thủ quốc gia. Nhật báo của Pháp viết thêm: mảnh đất Paris từng đón không ít siêu sao như Neymar, Zlatan Ibrahimovic, David Beckham hay Kylian Mbappe, nhưng để nhận được sự chào đón như vậy, chỉ có một mình Messi. Sự xuất hiện của Anpulga đại diện cho những gì người dân Paris mong chờ từ lâu. Một vị tinh tú thực sự, một khát khao vô địch Champions League tới sẽ toạc bầu trời. Thế nhưng, chính những sự kỳ vọng khát khao ấy lại trở thành niềm đau của Messi tại Paris sau này. Khi ai đó kỳ vọng vào bạn một điều gì đó, thì sự thất vọng khi không đạt được nó sẽ trở thành cơn sóng dữ nhấn chìm bạn. Suy cho cùng, lẽ đời là vậy. Gần 2 năm sau ngày được chào đón như vị vua, Messi vẫn nhận được những tiếng hô vang của hàng ngàn người. Nhưng giờ đây, tất cả đã thay đổi. Những lời tung hô năm xưa biến thành lời mắng chửi, nhược mọc. Đó là sự bạc bẽo của cổ động viên PSG. Họ nghĩ rằng Messi là thần, là thánh, là hiện diện mặc định của Champions League. Nhưng hãy nhìn vào Barcelona đi. Đội bóng này đã chết trong ảo tưởng Champions League vì cứ nghĩ rằng ném quả bóng cho Messi lại có thể làm được tất cả. Mà PSG còn tệ hơn cả Barcelona, vì các cầu thủ ở đây chỉ vơ vét lợi ích, quyền lực cho mình mà chẳng thèm nhìn vào mục tiêu chung. Messi không có những người anh em trên bến dưới thuyền như ở Barcelona. Chỉ có một vài người bạn đồng hương như Angel Di Maria và Leandro Paredes để chút bầu tâm sự. Nhưng rồi khi hai cầu thủ này ra đi, vì PSG muốn tăng tối đa quyền lực cho nhóm Mbappe, Messi không còn những cộng sự đủ tin cậy. Vậy thì đi thôi là Pulga. Anh có thể chưa hoàn thành nhiệm vụ Champions League như đã tuyên bố, nhưng Paris, nơi luôn tự hào là thành phố tình yêu, lại lạnh lẽo với anh. Tình người ở nơi đây xa xỉ lắm. Người chơi hệ tình cảm như Messi không sống được cũng phải thôi. Bên đội tiếp theo của Lionel Messi vẫn đang là dấu hỏi lớn. Không giống như Cristiano Ronaldo, nhiều đội bóng trên khắp thế giới đều muốn có được sự phục vụ của thiên tài sinh năm 1987. Anh đa năng, vượt trội trong cả ghi bàn lẫn kiến tạo và cầm nhịp trận đấu. Quan trọng hơn cả, anh hiền lành và tử tế. Đội bóng nào sở hữu Messi sẽ sở hữu một vũ khí đáng sợ. Hãy cùng điểm qua những điểm đến tiềm năng của Lionel Messi sau khi rời PSG. Đầu tiên là Barca. Theo L'Equipe, chủ tịch Juan Laporta đã tích cực liên hệ với ban tổ chức La Liga. Phía Barca phải trình bày rõ ràng kế hoạch cải thiện tài chính, qua đó đủ điều kiện để chiêu mộ Lionel Messi. Mặt khác, đội chủ sân Camp Nou vừa bổ nhiệm giám đốc thể thao mới, cựu tiền vệ Deco. Cadenaser cho biết, Deco đã có một cuộc họp với huấn luyện viên Xavi và nhiệm vụ đầu tiên của ông là đưa Lionel Messi trở lại khoác áo Barcelona. Tiếp theo là Al Hilal. Các báo cáo từ Foot Mercato tiết lộ, giới nhà giàu Ả Rập Xê Út đang chung tay thuyết phục Lionel Messi cập bến Saudi Pro League. Nếu đồng ý ký vào bản hợp đồng 2 năm, anh sẽ nhận mức đãi ngộ lên đến 1,6 triệu euro. Bên cạnh đó, Lionel Messi sẽ trở thành kỳ phùng địch thủ của Cristiano Ronaldo. Tại Saudi Pro League, Al Hilal là khắc tinh của Al Nassr. Mùa giải năm nay, Al Nassr của Cristiano Ronaldo toàn hòa và thua trước Al Hilal. Một bến đỗ rất nhiều tiền bạc khác là Inter Miami. Đại gia mới của MLS là đội bóng tỏ rõ quyết tâm chiêu mộ Lionel Messi nhất. Inter Miami thuộc quyền sở hữu của David Beckham, huyền thoại người Anh có tiềm lực tài chính mạnh mẽ và có tầm ảnh hưởng lớn. Tờ Sport đưa tin, Inter Miami mời chào Lionel Messi bản hợp đồng 4 năm trị giá 200 triệu euro. Ngoài ra, Inter Miami cũng sẵn sàng cho Barca mượn Lionel Messi ngay sau khi chiêu mộ cầu thủ Argentina. AMC Sport cho biết, Messi ưu tiên chơi bóng ở châu Âu thêm một năm nữa, đang tìm đường trở lại Barcelona. Tuy nhiên, đội bóng xứ Catalan cần làm việc với La Liga để giải quyết vấn đề tài chính, xem liệu có thể bật đèn xanh đón số 10 vĩ đại trở về nhà. Nhưng có một nơi luôn đánh giá cao tài năng của Messi và muốn anh xuất hiện ở đó. Không đâu xa lạ, chính là Man City. Lần gần nhất Lionel Messi được liên kết với đội chủ sân Etihad là mùa hè 2021, thời điểm anh chính thức chia tay Barcelona. Tình hình tài chính của đội chủ sân Camp Nou lúc đó khá ảm đạm. Ban tổ chức La Liga được cho là đã yêu cầu Barca giải phóng ít nhất 200 triệu euro, gồm tiền lương và tiền bán cầu thủ, để được đăng ký cầu thủ mới cho mùa giải 2023-2024. Liệu Messi và gia đình có sẵn sàng hy sinh lợi ích lớn về tài chính để quay lại Barcelona? Cần nhớ rằng, một trong những vấn đề khiến cho Leo không đạt được thỏa thuận với PSG về hợp đồng đó chính là tiền lương, khi câu lạc bộ nước Pháp muốn siêu sao 35 tuổi giảm lương. Khác với Barca,
Man City đang ở giai đoạn cực thịnh về tài chính. Tháng 11 năm ngoái, Man City công bố doanh thu kỷ lục 613 triệu bảng ở mùa giải 2021-2022, đứng đầu top 10 đội bóng có doanh thu cao nhất thế giới theo tính toán của Deloitte. Sức mạnh tài chính của các câu lạc bộ Anh được cải thiện mạnh mẽ trong 2 năm trở lại đây, và Man City chắc chắn là đội có nền tảng tốt nhất xứ sở sương mù hiện tại. Vì Messi sẽ trở thành cầu thủ tự do vào mùa hè này, nên nếu câu lạc bộ nước Anh muốn sở hữu chữ ký cầu thủ, họ sẽ giảm được khoản tiền chuyển nhượng. Man City chỉ phải trả lương và lót tay cho cầu thủ. Việc chi khoảng 30 hay 40 triệu euro tiền lương một năm cho Messi chắc chắn không thể là vấn đề với nửa xanh thành Manchester. Cần nhớ rằng, đội bóng của Pep đang đứng trước cơ hội có một mùa giải lịch sử để giành quân bá Champions League, Ngoại hạng Anh và FA Cup. Nếu điều này xảy ra, doanh thu của Man City chắc chắn sẽ tăng vọt so với mùa giải trước, tạo điều kiện cho họ chiêu mộ thêm ngôi sao. Quy lương của Man City hiện tại cũng chỉ đứng thứ hai ở Ngoại Anh sau Manchester United. Ở khía cạnh chuyên môn, Man City có Pep, người đã quá hiểu Messi. Bên cạnh đó, đội hình Man City hiện tại có được xem là hoàn hảo nhất kể từ khi Pep đến sân Etihad làm việc. Với sự xuất hiện của Julian Alvarez, Jack Grealish, Bernardo Silva, John Stone hay Rory, những cỗ máy pressing chạy không biết mệt, Messi có thể thoải mái lùi xuống chơi vị trí tiền vệ để tiết kiệm sức. Ở tuổi 36, Messi có thể đã già, nhưng những kỹ năng của anh thì gần như chưa bị mai một nhiều. Nếu như được sử dụng đúng cách, Lapunga hoàn toàn có thể khiến cho Man City trở thành độc cô cầu bại. Hãy cứ nhìn Argentina tại World Cup 2022 thì rõ. Messi là vua của giải đấu ấy, khi là cầu thủ xuất sắc nhất, kiến tạo nhiều nhất, giành nhiều danh hiệu Man of the Match nhất và chỉ xếp thứ hai trong danh sách vua phá lưới. Bên cạnh đó, sang Man City cũng giúp Messi tràn trề cơ hội chinh phục Champions League, danh hiệu lần chôn anh kể từ năm 2015. Đội chủ sân Etihad đang được xem là câu lạc bộ mạnh nhất thế giới, trong khi Barcelona của Xavi vẫn đang loay hoay tái thiết. Việc chuyển sang Ngoại Anh chơi bóng cũng củng cố thêm sự vĩ đại của Messi. Nếu Leo từng thử thách bản thân ở một môi trường mới tại PSG, tại sao anh không thể tiếp tục với Man City? Trở lại Barcelona không phải là lựa chọn tối ưu nhất cho Messi lúc này, về cả tài chính lẫn chuyên môn. Tờ Daily Mail đã tiết lộ rằng câu lạc bộ Man City đang theo dõi quá trình đàm phán hợp đồng của Lionel Messi. Cho đến nay, Messi vẫn là giấc mơ của ông chủ giàu có Seyman Manso cũng như các fan của đội chủ sân Etihad. Dù trong đội hình của Man City thừa mứa ngôi sao, nhưng Messi luôn là sự khác biệt. Cựu tiền đạo lừng danh Sergio Aguero được cho là đang trở thành siêu cò cho thương vụ này. Mối quan hệ giữa Aguero và Messi rất đặc biệt. Do đó, nếu có sự hỗ trợ của Alpulga, khả năng Man City thành công sẽ là lớn hơn. Anh đã lựa chọn bến đỗ sai lầm trong 2 năm qua. Giờ hãy mạnh dạn đến với Man City, nơi luôn giang tay chào đón một thiên tài kiệt xuất như anh.